Thánh thể, câu trả lời của Thiên Chúa cho cơn đói sâu thẳm của tâm hồn con người. Trong một bài được đăng trên nền tảng X, Đức Francisco đã nhắc lại lễ trọng kính mình máu Thánh Chúa Kitô được cử hành tại Vatican vào thứ năm ngày 30 tháng năm này. Vào Chúa Nhật ngày 2 tháng 6, Ngài sẽ chủ sự thánh lễ tại nhà thờ chính tòa thánh Gioan Laterano ở Roma, làm sống lại một truyền thống đã bị đình chỉ trong vài năm. Bí tích thánh thể là câu trả lời của Thiên Chúa cho cơn đói sâu thẳm nhất của tâm hồn con người, cho cơn đói sự sống đích thực. Trong bí tích thánh thể, chính Chúa Kitô thực sự hiện diện giữa chúng ta để nuôi dưỡng, an ủi và nâng đỡ chúng ta trên hành trình của chúng ta. Trên tài khoản ích của mình, Đức Thánh Cha Francisco đã đánh dấu lễ trọng thể mình máu Thánh Chúa Kitô được cử hành vào thứ năm ngày 30 tháng năm này. Ngày này là ngày nghỉ lễ ở Vatican cũng như ở các quốc gia khác như Bồ Đào Nha, Ba Lan, Brazil và cả một số bang của Thụy Sĩ. Vì vậy, Đức Thánh Cha đã đề cao giá trị vô hạn của bí tích thánh thể như một phương tiện hiệp thông trực tiếp giữa Thiên Chúa và con người, bằng cách liên kết bí tích này với khái niệm về sự đói khát. Ngay trong bài giảng mình máu Thánh Chúa Kitô vào năm 2020 tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh rằng bí tích thánh thể nâng chúng ta khỏi tình trạng du rú ở nhà đầy tiện nghi, nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta không chỉ là miệng ăn mà còn là bàn tay của Thiên Chúa để nuôi hàng xóm của chúng ta hiện nay thật cấp thiết để chăm sóc những người đói lương thực và phẩm giá những người thất nghiệp và đang vật lộn để thoát khỏi đó và phải làm điều đó một cách cụ thể như bánh mà chúa giê xu ban cho chúng ta là cụ thể đức thánh cha nói thêm chúng ta cần sự gần gũi thực sự chúng ta cần những chuỗi liên đới thực sự chúa giê xu trong bí tích thánh thể đến gần chúng ta chúng ta đừng bỏ mặc những người gần gũi với chúng ta những cử hành của những năm trước bí tích thánh thể như một câu trả lời cho cơn đói nhưng cũng cho cơn khát trong bài giảng mình máu Thánh Chúa Kitô năm 2021, Ngài lưu ý rằng, để cử hành bí tích Thánh Thể, trước tiên phải nhận ra lòng khao khát Thiên Chúa của mình, cảm thấy thiếu vắng Ngài, khao khát sự hiện diện và tình yêu của Ngài, ý thức rằng chúng ta không thể làm điều đó một mình nhưng chúng ta cần lương thực và nước uống sự sống đời đời để nâng đỡ chúng ta trên hành trình của mình. Đức Phan Xico nhận xét, bi kịch ngày nay, đó là cơn khát thường đã được cầm lại, những câu hỏi về Thiên Chúa đã bị dập tắt, lòng khao khát Thiên Chúa đã phai nhạt những người tìm kiếm Thiên Chúa ngày càng trở nên hiếm hoi. Thiên Chúa không còn thu hút nữa vì chúng ta không còn cảm thấy khát khao sâu xa nữa. Nhưng chỉ nơi nào có một người nam hay một người nữ với một bình nước chẳng hạn, chúng ta hãy nghĩ đến người phụ nữ Samaritan thì Chúa mới có thể mặc khải chính Ngài là đấng ban sự sống mới, đấng nuôi dưỡng những ước mơ và khát vọng của chúng ta về một niềm hy vọng chắc chắn, về một sự hiện diện của tình yêu vốn mang lại ý nghĩa và phương hướng cho cuộc hành hương trần thế của chúng ta. Tương tự như vậy vào năm 2022, Đức Phanxicô nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc đáp ứng nhu cầu của người lân cận. Việc tôn thờ thánh thể của chúng ta tìm thấy sự biện minh khi chúng ta quan tâm đến người lân cận, như Chúa Giêsu -xu làm. Xung quanh chúng ta có cơn đói lương thực, nhưng cũng có cơn đói sự đồng hành, niềm an ủi, tình bạn, sự vui tươi, sự quan tâm, có một sự khao khát loan báo tin mừng. Đây là những gì chúng ta tìm thấy trong bánh thánh thể, sự quan tâm của Chúa Kitô đến những nhu cầu của chúng ta và lời mời gọi làm điều tương tự với những người xung quanh chúng ta chúng ta phải ăn và cho ăn. Thánh lễ ngày 2 tháng 6 tại đền thờ Thánh Doan Laterano. Chúa nhật ngày 2 tháng 6 năm 2024, lúc 5 giờ chiều, Đức Thánh Cha Francisco sẽ cử hành thánh lễ mình máu Thánh Chúa Kitô tại nhà thờ chính tòa Thánh Doan Laterano. Sau đó là cuộc rước truyền thống dọc theo đường Merulana đến vương cung thánh đường Đức Bà Cả và ban phép lành thánh thể. Do đó, Đức Francisco tiếp nối truyền thống được Đức Doan Paolo II khởi xướng và được tiếp tục bởi Đức Benedicto 16 người đã tham gia cuộc rước kiệu trên xe bàn thờ với mặt Nhật. Đức Francisco chỉ tiếp nối truyền thống này vào năm 2013, năm ngài đắc cử. Trong các năm 2014, 2015 và 2016, Đức Francisco đã không tham gia cuộc rước, nhưng cử hành thánh lễ và ban phép lành thánh thể từ vương cung thánh đường Đức Bà Cả. Vào năm 2017, Ngài đã quyết định cử hành lễ mình máu Thánh Chúa Kitô vào Chúa Nhật để khuyến khích sự tham gia nhiều hơn của các tín hữu. Năm 2018, buổi cử hành của Đức Thánh Cha diễn ra ở Ostia, cách Roma 30 km. Sự thay đổi địa điểm này đã giúp người ta có thể khám phá lại một tập tục dường như đã có từ thời Đức Phaolô VI, người đã cử hành lễ trọng này nhiều lần tại các quận mới và vùng ngoại ô của Roma từ năm 1965 trở đi. Năm 2019, Đức Francisco thích cử hành lễ mình máu Thánh Chúa Kitô, luôn vào Chủ nhật, tại nghĩa trang Santa Maria Consola Chai ở cây dồ Bechtol một khu vực gắn liền với lịch sử vụ đánh bom thủ đô trong Thế chiến thứ hai. Vào năm 2020 và 2021, vào thời điểm xảy ra đại dịch COVID-19, Thánh lễ được cử hành tại Vương cung Thánh đường Thánh phê -rô. Trái lại, vào năm 2022, trong khi đang hồi phục sau khi nhập viện ở Gemelli, và vào năm 2023, do những hạn chế do chứng đau đầu gối, Đức Thánh Cha đã không chủ trì bất kỳ buổi cử hành nào.